Ngày 1 tháng 11, bàn bạc với phóng viên báo giao thông, lãnh đạo công an quận Cầu Giấy Hà Nội cho biết, đội nghiệp vụ công an quận vừa nắm giữ đối tượng Bùi Văn Ti 1994, trú làng Cỏ, làng Mỹ Thành, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Đối tượng Ti bị nắm giữ tại khu nhà trọ thuộc phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Ti là đối tượng đang bị công an quận Cầu Giấy truy nã về tội mua bán bất hợp pháp chất ma túy. Thanh đao mà đối tượng Ti luôn mang theo bên người để chuẩn bị chống trả lực lượng chức năng. Tại thời điểm nắm giữ, đối tượng Ti đang thủ sẵn một thanh đao nhọn dài 40cm bên cạnh, chuẩn bị chống trả lại lực lượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã khống chế đối tượng nguy hiểm này, lãnh đạo công an quận Cầu Giấy cho hay và thông tin. Hiện vụ việc đang được công an quận Cầu Giấy điều tra, xử lý theo quy định, đồng thời yêu cầu các đối tượng truy nã ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.